Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece Channel Shell Nation. Đây là số hỏi đáp One Piece số thứ 25. Có vẻ như mình đã drop cái series hỏi đáp One Piece này khá là lâu. Một phần vì mình vừa giải quyết được việc riêng, cũng như là dành thời gian tập trung những video về trạng thái mới nhất của Luffy, đó là Gear 5. Nên bây giờ, mình sẽ tiếp tục làm lại video hỏi đáp One Piece để tăng tương tác giữa mình và các bạn. Các bạn có câu hỏi gì về One Piece, xin hãy đặt câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận vui vẻ nhé. Xin cảm ơn. Câu hỏi đầu tiên của bạn Tony Chopper. Vẫn khá nhiều thanh niên vẫn bảo Zeus là linh hồn Big Mom tạo ra từ trái ác quỷ, nên khi Big Mom chết, Zeus sẽ tiêu tan. Mình thì nghĩ Zeus được tạo ra từ linh hồn Big Mom, nhưng Zeus là linh hồn độc lập, nên Big Mom chết không ảnh hưởng gì đến tồn tại của Zeus. Bạn nghĩ sao? Xin ý kiến với. Theo ý kiến cá nhân của mình nghĩ, đúng là Zeus là linh hồn của Big Mom tạo ra. Theo đúng logic thì nếu Big Mom có mệnh hệ gì, chết hoặc ngất đi, thì Zeus sẽ bị tan biến. Nhưng Big Mom đã tự tay từ chối cũng như phá hủy Zeus và tạo ra một homie mới thay thế cho Zeus là Hera. Khi Zeus bị phá hủy, đã may mắn nhanh chóng nhập vào Climatage của Nami và trở thành một món đồ chơi mới rung lắc cực kỳ mạnh của cô. Vậy nên bây giờ Zeus đã là một vũ khí linh hồn ẩn dưới tên Climatage trong tay của Nami, chứ không còn thuộc về Big Mom như trước nữa. Câu hỏi thứ hai của bạn nhìn gì? Có khi tác giả cố ý cho bò xanh tới để Lù bắt làm hồi sinh cho Wano, chứ vẫn chưa hiểu nổi tác giả cho nó tới Wano làm gì. Mình nó sao cân lại ba băng thêm các samurai. Mình có giải thích qua một video rồi, một là đô đốc bò xanh đến Wano theo dụ ý của Oda là giúp Wano khôi phục lại thực vật, vì mỗi khi bò xanh đi qua là thực vật sẽ sống lại và sinh sôi nảy nở. Thứ hai là bò xanh tới Wano để săn đầu Luffy, không theo lệnh của Akainu, vậy nên thì mình nghĩ rằng bò xanh không tin vào lời đồn đại cũng như thổi phồng của liều báo Morgan mà muốn tự tay mình kiểm chứng. Nên chắc thì cũng muốn thử sức xem sao, vì nếu như theo tình hình như chúng ta thấy thì không cần tới Luffy mà Zoro, Sanji, Law và Kid cũng đủ sức đánh bại bò xanh rồi. Câu hỏi tiếp theo tới các bạn người lạ. Theo ý kiến của mình, người có khả năng cao sẽ solo với bò xanh là Momo, vì để khẳng định vị trí tướng quân Shogun đã lãnh đạo cách mạng thành công, trong cuộc chiến với Kaido thì Momo chưa được thể hiện nhiều lắm, và đây là cơ hội cho Momo thể hiện sức mạnh và vị trí của mình. Cảm ơn ý kiến của bạn, nhưng Momo Nosuke hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng để đánh nhau hay chiến đấu, cậu ấy mới trưởng thành để lãnh đạo Wano mà thôi. Momo mới chỉ có vóc dáng của dòng thần Kaido, cũng như tạo hỏa vân, chưa có khả năng chiến đấu kiên cường. Vậy nên bò xanh tới lúc mọi người đang chưa hồi phục hết hoàn toàn sức mạnh, nên rất có thể sẽ là đánh hội đồng, chứ không phải là đánh 1-1 đâu. Nếu có đánh solo 1-1, thì mình nghĩ rằng Zoro hoặc Yamato sẽ đứng ra đứng đầu. Câu hỏi tiếp theo của bạn cậu vàng. Hình như bò xanh lúc đánh nhau với King và Queen là ở nhà tù Udon, mà ở nhà tù thì King và Queen chắc chắn sẽ bị còng đá biển, vì thế nên bò xanh có thể dễ dàng đánh bại hai chỉ huy, nên qua vài khung tranh ngắn như vậy không thể đánh giá sức mạnh của bò xanh. Theo mình dự đoán là King và Queen sau khi bị đánh bại thì không có đủ sức nhận ra, quá trình hồi phục cũng khá là lâu, vì King thì bị Zoro chém đứt cánh, với vết thương chí mạng như vậy thì sức chiến đấu cũng bị giảm sút đi khá nhiều. Queen thì bị Ifrit Hami của Sanji đạp cho thừa sống thiếu chết, vậy nên khi bò xanh xuất hiện, rất có thể ông đã tung ra tuyệt chiêu thực vật bao phủ trước, sau đó là xiên que tất cả mọi người ở nhà tù Udon để hút chất dinh dưỡng. Chỉ có một yếu tố, đó là yếu tố bất ngờ. Còn King và Queen bị còng đá biển hay không thì phải đợi tiết lộ của Oda nhé. Câu hỏi tiếp theo tới từ bạn Obito Gamer. Giả thuyết gây sốc, Luffy múc thắng bò xanh và tiếp tục tăng tiền truy nã, mong anh cho em lên TV. Theo mình nghĩ rằng thì sẽ không có vụ tăng tiền truy nã như vậy, vì Luffy vừa trải qua một đợt tăng tiền truy nã từ 1,5 tỷ lên 3 tỷ Berry và nhận chức tứ hoàng. Và từ trước tới giờ mình vẫn chưa thấy một đô đốc nào bị đánh bại cả. Nếu đô đốc mà dễ dàng nhảy vào và bị đấm hội đồng như vậy, thì chẳng phải Oda đang rất lãng phí bò xanh sao, khi mà tác giả đã giấu bò xanh từ rất lâu và bây giờ mới cho lộ diện. Nên chúng ta vẫn phải chờ đợi xem như thế nào. Còn mình nghĩ các thành viên khác trong liên minh sẽ múc bò xanh, chứ Luffy thì không. Câu hỏi tiếp theo tới các bạn Faken. Hỏi ngu, đáng lẽ nếu giết được Tử Hoàng thì được thưởng 4 đến 5 tỷ gì đó mới đúng, còn cái này không được thưởng mà lại bị truy nã cao hơn là sao? Nếu muốn lãnh tiền truy nã của cả Big Mom lẫn Kaido thì bọn họ phải mang xác của Kaido và Big Mom tới tổng bộ hải quân để lấy tiền thưởng truy nã. Còn đây là Luffy, Law và Kid đánh bại được hai Tử Hoàng nên nâng mức tiền truy nã của mình lên. Tiền truy nã tăng cao thì tiếng tăm cũng như sự nguy hiểm cũng tăng cao. Ngoài ra thì Luffy còn được đề bạt hẳn lên trước hoàng đế vì đã đánh bại được Kaido. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoài Thanh Mai Văn. Anh em thấy giả thuyết này như thế nào? Theo như các chương trước thì thường các băng của Tứ Hoàng luôn luôn để ý và nhằm đến các trái ác quỷ mạnh. Những cái ác quỷ mà xuất hiện trên thuyền của họ đều là các trái ác quỷ mang sức mạnh bá đạo. Ví dụ, trái bóng tối trên thuyền dâu trắng, trái cao su trên thuyền của Shanks, trái ác quỷ của Buggy trên thuyền Roger. Rất có thể suy nghĩ của bạn đúng, vì theo logic mà bạn đưa ra thì mình thấy hoàn toàn hợp lý. Có thể là chính phủ thế giới đã đụng độ Buggy và thấy được sức mạnh của hắn ta trong lúc dẹp bỏ chế độ Thất Vũ Hải chăng? Mình cũng mong chuyện đó xảy ra, tiết lộ sức mạnh thật sự của trái ác quỷ Buggy thì nó sẽ rất hợp lý khi đề bạt Buggy lên làm hoàng đế, ngang hàng với Luffy. Ngoài những câu hỏi mình nhặt được ở trên, thì
thì có một số tin tức liên quan tới One Piece phim Red sắp ra mắt mà mình muốn thông báo đến cho các bạn. Tin tức đầu tiên, như một lời cảm ơn cho sự đóng góp của Fake Type dành cho One Piece phim Red, tác giả Eiichiro Oda đã trực tiếp vẽ tặng dành riêng cho bộ đôi của nhóm nhạc này. Fake Type là một trong 7 nghệ sĩ kết hợp với ca sĩ Uta để thể hiện phần nhạc phim của One Piece phim Red. Ca khúc mà Fake Type hát cùng Ado có tên là Uta Lubali và bản MV của nó sẽ lên sóng chính thức vào ngày 6 tháng 8. Tin tức thứ hai, món quà đầu tiên cho các khán giả đến rạp xem movie Red là quyển truyện One Piece 4 tỷ với số lượng giới hạn chỉ 3 triệu bản trên toàn quốc. Có vẻ như cái tên này được đặt dựa trên tiền truy nã của Shanks. Nội dung bên trong sẽ gồm thiết kế, tạo hình nhân vật do tác giả Eiichiro Oda vẽ kèm nội dung và nhiều bản phác thảo khác dành cho movie phim Red. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi số hỏi đáp của One Piece thứ 25. Các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì hãy viết bình luận xuống phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.